Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị sẽ cùng quay trở lại với phần camera nóng. Mở đầu camera nóng ngày hôm nay là tình huống cướp giật túi sách táo tợn trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Hải Vân nghĩ chắc chắn xem xong clip thì quý vị sẽ phải rùng mình với cảnh tượng thót tim và mong rằng mọi người, đặc biệt là chị em phụ nữ, đừng bao giờ mang túi sách ra ngoài đường nữa. Hình ảnh ghi lại được cho thấy hai người phụ nữ điều khiển xe máy đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị hai thanh niên áp sát. Tên ngồi sau đưa tay ra giật mạnh chiếc túi sách của người phụ nữ đang cầm lái nhưng không thành. Sau cú giật mạnh, người phụ nữ ngã văng xuống đường, còn hai tên cướp nhanh chóng rồ ga tẩu thoát. Đúng lúc này, một chiếc xe máy chạy cùng chiều đi tới suýt cán qua người nạn nhân. Nhiều người khi đang lưu thông thấy ngoài đường vắng vẻ vẫn vô tư nhấn hết ga hết số để chạy thục mạng, cho đến khi có sự cố xảy ra thì không kịp trở tay và hậu quả gây ra có thể là tính mạng của mình và cả của người khác. Đơn cử như sự việc sau đây thưa quý vị. Đây là một ngã tư của một con đường nằm trong một khu chung cư ở Sóc Trăng, vì thế rất vắng vẻ và khá an toàn khi lưu thông. Lúc này chỉ có một chiếc xe máy đang chạy với tốc độ chậm ôm cua sang đường, thì bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe tải loại nhỏ chạy với tốc độ kinh hoàng và không làm chủ được tay lái. Tài xế xe tải đã tông vào xe máy đang qua đường, làm xe máy và người điều khiển văng ra xa. Không biết có thương vong gì trong vụ tai nạn này hay không, nhưng chúng ta hãy cầu mong nạn nhân đi xe máy đáng thương được tai qua nạn khỏi. Vâng ạ, với thông tin tiếp theo thì tôi muốn được hỏi Hải Vân rằng là chị em phụ nữ có thường thích ăn món khô mực không ạ? Hỏi trúng món khoái khẩu luôn á Đào Duy. Tôi nghĩ rằng là không chỉ có chị em phụ nữ mà cánh đàn ông cũng rất thích ăn khô mực. Nhưng chúng tôi cũng muốn được gửi lời cảnh báo đến với tất cả quý vị khán giả, những người mê món ăn này hãy tìm mua ở những địa chỉ uy tín và tin tưởng. Vì đoạn clip ghi lại cảnh tượng một tiểu thương dùng keo dán sắt bôi vào khô mực đang bày bán trên quầy ngay sau đây sẽ khiến cho chúng ta thật sự hãi hùng. Đoạn clip ghi lại từ góc độ sau lưng người tiểu thương, cận cảnh người này dùng loại keo dán sắt phổ biến trên thị trường bôi vào con khô mực để dán lại chỗ rách ở phần thân và râu của khô mực. Hành vi khiến người xem sợ hãi, lo lắng về chất lượng an toàn thực phẩm. Một số ý kiến còn cho rằng có thể đây là khô mực làm giả thì mới có thể dùng keo dán lại như thế. Thưa quý vị, những ngày vừa qua trên mạng xã hội liên tục lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc rất đẹp của những người chiến sĩ công an nhân dân đã có những nghĩa cử vô cùng ấm áp giúp người đi đường. Ngay bây giờ, Hải Vân xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh đẹp này nhé. Một đoạn clip ngắn được ghi lại trong một buổi chiều mưa tại thành phố Cần Thơ. Hai chiến sĩ cảnh sát giao thông dầm mưa đẩy một chiếc xe ô tô bị hỏng giữa đường giúp một người dân. Hình ảnh gây xúc động đã được một người đi đường ghi lại, thậm chí họ còn phải thốt lên cảm thán: hình ảnh đẹp, hình ảnh đẹp. Cũng là một tình huống tương tự, tiếp theo là một đoạn clip được ghi lại bởi một người đi xe ô tô trên đường. Chứng kiến cảnh ba chiến sĩ cảnh sát giao thông cùng hai người dân khác phụ đẩy một chiếc xe tải nhỏ biển kiểm soát 37C-32637 bị gặp sự cố giữa đường. Theo quan sát qua clip, lúc này thời tiết ngoài trời oi bức, nhiệt độ lên cao, mọi người ai cũng vội vã trên đường. Vì vậy, hình ảnh của người chiến sĩ cảnh sát giao thông không quản vất vả, giúp đỡ người dân giữa trưa nắng nóng khiến cho nhiều người thầm cảm phục. Còn trong tình huống khác, giữa phố xá tấp nập người xe qua lại, một người dân chở hàng cồng kềnh đã bị rớt một bịch hàng lớn xuống đất. Quan sát thấy sự cố, một chiến sĩ cảnh vệ gần đó đã nhanh chóng đi ra hiệu cho một xe ô tô đang đi tới, giảm tốc độ để anh nhặt giúp bịch hàng lên. Đúng là chỉ một hành động nhỏ thôi nhưng nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy cuộc sống xung quanh mình thật tốt đẹp, thật ý nghĩa biết bao.